cái kiểu gia đình đó mà một con vợ mà sắc sảo là hay rơi vào cái mẫu gia đình đó lắm. Ý tôi nói đến gia đình của Trần Thị Thu Hằng ấy, Lê Thị Hân biết không? Anh ý. Thì cái gì đúng không? Em không phải là người sắc sảo đấy ạ, em là mình bình thường. Bình thường, em là mẫu người tôi học nhân chủng học ở London rất kỹ, tôi học được mô hình phát triển. Cho nên em là mẫu hướng nội, mặc dù học bách khoa, chứ không phải tôi không biết gì. Sao em là người ngũ vậy? Đúng không? Người ta nhìn cái người ta lột tim, người ta để đến bàn ấy, không qua mặt tôi được đâu. Chị là cái mẫu phụ nữ tuổi thì bắt đầu trưởng thành rồi, chứng trạng được rồi. Nhưng chị mong manh lắm, về mặt tâm hồn. Lý lẽ thì không mong manh, nhưng tâm hồn mong manh lắm. Chiều sâu lắm, hay nghĩ lắm. Nói đi, cái gì sai thì bảo thầy sai. Em thấy không thấy thầy sai, nhưng em thấy là cái mong manh đấy sau theo thời gian được gọi là tu luyện để nó bớt mong manh. Em hỏi thầy được không ạ? Hỏi đi. Bác ở Học viện Ngân hàng là Hồ Chí Minh đúng không ạ, Sài Gòn? Thứ nhất là Học viện Ngân hàng nó là xuất xứ từ một cái trường cao đẳng ngân hàng. Mà cao đẳng ngân hàng thì trước đó là xuất xứ là một cái trường nghiệp vụ. Trường nghiệp vụ để dạy cho ngành ngân hàng. Thế từ trường nghiệp vụ nó mới nâng lên cao đẳng ngân hàng. Từ cao đẳng thì nó mới nâng lên đại học ngân hàng. Nhưng mà nó định nâng lên đại học, nhưng mà cậu chơi thời thượng, cậu nâng lên Học viện Ngân hàng. Mà Học viện Ngân hàng thì nó có hai chi nhánh. Một là chi nhánh ở Chùa Bộc, Hà Nội. Một cái là ở Tôn Thất Đạo của quận nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà khi mà đất nước mình nó dài quá, cho nên là phân khúc phía Nam là Học viện Ngân hàng phía Nam thì đã quyết định thì tách ra khỏi cái học viện ấy và đổi tên Học viện Ngân hàng phía Nam thành Đại học Ngân hàng. Và Đại học Ngân hàng thành lập đến ngày hôm nay thì còn một năm nữa thì đủ 10 năm. Cho nên ai mà gọi là Học viện Ngân hàng ở khu vực phía Nam ấy thì có nghĩa là người ấy lạc hậu lắm rồi. Cho nên bây giờ ngành ngân hàng có hai đại học, chức năng giống hệt nhau, nhưng mà thằng ngoài kia thì tên là học viện, định tham vọng là làm cơ quan nghiên cứu. Bởi vì đã học viện thì đứng đầu là giám đốc học viện chứ không có hiệu trưởng, cho nên ngoài đó là giám đốc Học viện Ngân hàng. Thì nhân tiện cái gì cũng hiểu biết thì tôi cho em biết, nhưng quan trọng là mọi người cũng phải biết, nó tinh tế lắm. Cái thứ hai thì cái người làm ở trong đại học thì gọi là giảng viên đại học, không phải giáo viên. Và ở trong cái hoạt động này thì tôi là ở Đại học Ngân hàng. Và tôi làm cho nghĩa vụ nhà nước là trọn vẹn, không chơi nghỉ ngang. Sau khi tôi nghỉ xong thì chuẩn của tôi vừa là giảng viên cấp cao, tôi có chuẩn hết mà, vừa là tiến sĩ, cho nên mặc định tôi được ở lại với tư cách như một người không hưu. Cái nghề này nó thế. Và lĩnh lương cao lắm, vì hệ số lương của tôi ấy, nó lên tới gần 7 chấm, chỉ còn một thiếu một tỷ thôi. Nhưng mà khi tôi trọn vẹn rồi, tôi quyết định tôi phục vụ thiên hạ bằng ý chí của tôi. Cho nên là hai đầu cầu đều tròn trịa với tư duy chiến lược rất tốt. Cho nên ngày nay là tôi tham gia với cái trường PR với tư cách kẻ thành lập. Thì tôi vừa là hiệu trưởng, vừa là trưởng hiệu trưởng, vừa trưởng khoa. Xong tôi lại kiêm luôn là trưởng phòng giáo vụ, và tôi làm giảng viên luôn. Cho nên tên bây giờ của tôi là tên gì chị gọi cũng được. Kính thưa hiệu trưởng Lê Thẩm Dương, trường Đại học PA, nhận luôn. Kính thưa giảng viên, chơi luôn. Toàn bộ giờ giảng của tôi và kết cấu giảng dạy, dạy cái gì tôi làm tất. Thì tôi là trưởng phòng đào tạo, ngoài lắm mơ. Và đồng thời tôi là hội đồng, chủ tịch hội đồng quản trị. Còn chị Nguyễn Trần Thị Thu Hằng hỏi với động cơ gì tôi không biết.
nhưng mà tính tôi là chân thành, tôi hỏi thế rồi. Thực ra em cũng là giảng viên vậy. Đấy, biết ngay mà. Thế bây giờ em ở trường em dạy trường nào? Thầy chân thành thế thì không có lý gì không khai thật thế. Em dạy ở, bây giờ gọi là Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ngày trước đó là trường. Ôi giời, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tôi về tôi làm tưng bừng ở đó. Có khi nào ngồi nghe không? Em biết có sự kiện đấy mà không nghĩ là dành cho sinh viên rồi. Thế bây giờ dạy môn gì? Ở bên đây có bên chuyên ngành công nghệ thực phẩm nhỉ? Công nghệ thực phẩm mà. Công nghệ thực phẩm. Thì mỗi người một cái năng lực chuyên môn. Cho nên cả lớp biết chị Trần Thị Thu Hằng rồi, biết cô giáo rồi thì ăn uống cái gì thì cứ hỏi. Thế các bạn thấy một học viên mới ở trong này, nhiều học viên mới lắm, ví dụ Trần Thị Kim Thương chẳng hạn là nhiều lắm. Nhưng tôi chiếu tướng chị Hằng là tại sao? Thì bây giờ các bạn thấy độ nhạy của tôi cao không? Thì trong kinh doanh nó cũng có độ nhạy kinh doanh. Tôi nhìn nhân vật này tôi sẽ hiểu không phải là như cái chị thể hiện. Cho nên là sau khi chị tin rồi bắt đầu chị mới khai. Đó. Thế bây giờ câu hỏi cuối cùng trước khi giảng. Thế chị cũng làm giảng viên, tôi cũng làm giảng viên. Mà đều là cấp đại học cả. Chị thấy cái kiểu giảng của tôi nó quái dị. Không nói về chuyên môn, nói về phong cách, phương pháp giảng dạy thôi. Em cũng là giảng viên mà em có người mà nó bị em kiểu cái của thầy nó có hai cái điểm. Thứ nhất là về chuyên môn, thì là thầy nói mọi thứ rất là rõ và thầy chuyển hóa nó thành cái mà khi mà trình bày ra là những người nghe thì nó rất là dễ hiểu và có ví dụ cụ thể đấy. Đấy là với kiến thức của thầy thì đấy, kiến thức đấy nó không phải chỉ đến từ học thuật. Tức là thầy học rất là nhiều sách và không phải sách Việt Nam tại Mỹ học sinh đã. Và thứ hai là thầy sử dụng những cái kiến thức. Tức là em thì em cũng kiếm đánh học, em biết là cái khoa học của phương Tây thì họ mọi thứ họ đủ năng lượng và họ có nghiên cứu cơ sở khoa học vững chắc. Thế mình áp dụng nó vào trong điều kiện cụ thể của Việt Nam là một cái ví dụ thì đấy là cái của em thấy nó rất là cao. À, nếu em làm giảng viên, cái phong cách thì lợi hại lắm. Đấy là lợi thế. Thì nói thêm chi tiết là bề rộng của kiến thức thì hầu như không thằng giảng viên nó làm được. Chiều sâu ở một vấn đề thì nó hơn cả tôi nhiều. Nhưng khi mà ăn bề rộng thì nó đứt. Bên này là tâm lý, bên này là hai chữ nông nghiệp Việt Nam. Nếu em thích bàn luận, tôi thảo luận cho em mê tít. Xong đến bên này là yếu tố kỹ thuật, đó là bách khoa. Xong đến bên này là toàn bộ yếu tố về tư tưởng, tức là cái tầm chiến lược. Xong bên này là marketing, cái gì cũng thần sầu luôn. Thì khi kết nối vào một vấn đề thì vấn đề nó nổi bật lên và nó mới đảm bảo tính toàn diện. Và Mark đã nói, nếu muốn thuyết phục người ta thì cái mệnh đề mình đưa ra, một phải đảm bảo tính biện chứng, tức là tính khoa học. Thứ nhì, đảm bảo tính toàn diện thì giảng viên nhà mình chuyên gia phiến diện. Mày chỉ biết cái môn ấy thôi, mày ngu như con chó. Mày muốn giảm phí thì mày phải có kiến thức rất giỏi về quản trị, chứ không phải tài chính, quản trị tốn kho. Mày phải có kiến thức rất giỏi về điều binh khiển tướng, tức là kiến thức nhân sự, để cho cái thủ tục tờ giấy thanh toán thật nhanh lên. Mày không biết thế nào là giải pháp chống bất mãn, thế nào là biện pháp đẩy động lực thì không bao giờ tăng được vòng quanh. Cho nên cái lũ nó giảng tài chính nó ngây nga ngây ngô, nó nói như bố người ta chứ nó không hiểu. Vì kiến thức về quản trị nhân sự cũng có, kiến thức về quản trị tồn kho cũng có, toàn bộ khâu bán hàng và marketing, một khái niệm marketing không nắm được thì dạy cái gì. Đó là tình trạng của giáo sư tài chính, của tiến sĩ tài chính thì tính toàn diện. Xong đến tính cập nhật, toàn bộ lý thuyết về quản trị bây giờ nó lật 180 độ, do cái 4.0 nó lật cách mạng lực lượng sản xuất thì nó đổi thành cách mạng quan hệ sản xuất, mà cứ mang ba cái tài liệu ấy. Cho nên những cái này là bên này là kiến thức toàn diện thì Mark nói phải toàn diện, nhưng đồng thời để thuyết phục người ta thì chỉ số số 3 đó là
tính lịch sử. Tính lịch sử tức là cái vấn đề đó phải đặt trong bối cảnh Việt Nam. Mày đừng có mang xanh với cả Mỹ với cả châu Âu ra đây, ta đập mày như con chó. Đằng này muốn hù người ta cứ lên tivi. Ở nước ngoài người ta làm dày, mình là mình, cho nó học mình chứ mình không học. Học người ta để xem nó ngu chỗ nào, chứ không phải học người ta để đi dập lại. Đời mình cũng vậy. Cho nên người ta mới gọi là phép biện chứng, khoa học toàn diện và lịch sử. Và tôi đố em tìm thấy một mệnh đề nào tôi đưa ra bị thiếu ba cái đằng thì tôi sẽ luộc kẻ khác thôi. Đấy. Nên nhân tiện thì tôi nói với em, nhưng thực ra tôi hay mượn diễn đàn để tôi dạy anh em bên cạnh nữa, chứ không phải là tôi với em nói chuyện là mất thời gian của lớp đâu. Không phải đâu, nó có ý gián tiếp hay lắm. Vậy thì nói chuyện với cô vợ, anh không thể chồng chúa vợ tôi được, cứ nhẹ nhàng mà nói. Đứng về khoa học thì cô vợ chịu, nhưng đứng về tính toàn diện thì cô ấy không chịu, bởi vì anh phiến diện lắm. Cái điều anh nói đúng hoàn toàn, nhưng khi nó kết nối với vấn đề khác thì tôi với anh được, nhưng hỏng hết bên bố bên mẹ, hỏng hết toàn bộ bạn bè, mà chỉ được vợ chồng mình thôi, không toàn diện. Bây giờ được toàn diện thì lại mất tính lịch sử. Tôi nói thật với anh ấy, anh đừng ở trên mây nữa, cuộc sống vốn dĩ nó ở dưới mặt đất. Anh đang nói cái thứ đó là trên mây, cho nên rất toàn diện, rất đúng, nhưng lại mất tính lịch sử, mất tính cụ thể, mất tính bối cảnh Việt Nam. Không đảm bảo ba cái đó, thằng ấy không làm chồng được. Còn vợ thì không bao giờ đảm bảo được đâu. Thì thằng chồng phải có năng lực tha thứ và nhường nhịn. Làm thằng chồng chua lắm, nó phải vượt lên tất cả. Thì cái người phụ nữ người ta mới ôm, người ta hôn được. Chứ còn người ta hôn dưới dạng nghĩa vụ thôi. Chứ tao không yêu mày đâu, tức là mày không đạt được chỉ số khuất phục tao. Nó cụ thể đấy cơ mà. À, nghe thấy hay không? À, em học tập ý là em thích dạy rồi. Thế thì cô giáo còn thấy hay nên là cái tụi bay học trò. Với em cũng là giảng viên thì em thấy cái thứ hai của nó, mà chắc là cái kinh nghiệm này không phải ai cũng cần, đó là cái phong cách giảng dạy, cái cách cái nhất gọi là cái sư phạm, là cái cách để mà thầy truyền đạt, thầy có những cái tố chất để cho mọi người cuốn hút đi, cuốn hút cho cái bài giảng. Đúng rồi. Trường Doanh Nhân PR.